Mới đây tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội đồng TIFA, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ TIFA đã có buổi làm việc với bà Dow Sackford, trợ lý đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR, phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương để trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại song phương giữa hai nước. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước ổn định, bền vững, là trụ cột để góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng được lợi ích chính đáng của chính phủ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Thứ trưởng đánh giá cao việc hai nước tăng cường phối hợp triển khai kế hoạch hành động hướng tới thương mại hài hòa và bền vững với nhiều biện pháp mạnh mẽ, tiếp tục đem lại các kết quả tích cực, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia với tư cách là phó chủ tịch hội đồng thương mại và đầu tư việt nam hoa kỳ tifa thứ trưởng đề nghị phía hoa kỳ có đánh giá khách quan công bằng theo đúng các quy định của wto trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đồng thời tăng cường trao đổi để đạt được tiến bộ trong vấn đề kinh tế thị trường Trả lời ý kiến đánh giá của trợ lý USCR, Dow Sackford về một số vấn đề kinh tế thương mại còn tồn tại giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ số mà Hoa Kỳ đang đặt ưu tiên cao, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cập nhật tình hình xử lý và cho biết các bộ ngành Việt Nam sẵn sàng tăng cường đối thoại với Hoa Kỳ để giải quyết, đồng thời hoan nghênh phía Hoa Kỳ tiếp tục có ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn nữa khung khổ pháp luật hiện hành, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng được lợi ích của cả hai nước. Về phần mình, trợ lý USTR Dow Suckerford đánh giá cao quan điểm của Bộ Công thương Việt Nam về thương mại công bằng, đồng thời ghi nhận kết quả đối thoại chính sách thực chất, hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua, và cho biết kinh tế, thương mại và quyền của người lao động sẽ là chủ đề được ưu tiên cao dưới thời của Tổng thống Joe Biden.